Thầy chí. Về rồi. Nó về rồi. Nó về Hà Giang rồi. Con này còn sống không? Không sống nhưng mà tươi. Chết rồi. Ủa chết rồi là sao mang về được? Đâu được em, con này sợ em này. Hai cân này giả 250. Không phải trả đâu. Để 2 cân 250 được. Bạn đủ cân đúng không? Mực này là mực gì? Mực cơm. Mực cơm. Con này con bé hơn, con này con to hơn ạ. Con này lúc này vừa mình mới ăn đây, em mua về đây. Đấy, bà ném nó mua về đâu này. Muốn nữa mày. Mua cho đấy. Đấy thì bán chân này. Bán về đó. Cân 2 lắm, bán này 2 cân lắm chứ. Dưới đây 1 cân chứ. Chưa thôi, chưa nhắc được. Thấy đứa chứ chứ anh được. Hai. Sao chứ được giá đó. Mua cho con cả con. Cân 2 lắm. 2,8 luôn. Con này bao nhiêu vậy? Không, 1 cân đi. Cân 40. Mấy. Cá này là cá gì cơ? Cá ngư, ngư vảy. Cá ngư vảy nhà ngon nên hỏi đọc cơm cá đấy không? Không lắm nè, cái này. Ôi em rửa đúng này, em rửa bên đi. Không, em xem thôi. Mấy đây? Cái này bao nhiêu đây? Cái này không lắm có thì 20 có. Nhiều loại. Không ngon thì em đổ được cái này, em nhận thôi. Mẹ em đâu rồi? Đây đây đây.